Chào anh em nhé. Hôm nay tôi lại lên cái vườn điều này. Vườn điều này nó khá dốc. Để lên không nổi nữa thì dừng xe đây. Bên cạnh những cái dìa đường này thì nó cũng có những cái cây đây này. Nói chung là bà con chặt sát hết rồi. Bằng lăng này. Cái gốc này từ đào thì nó có cái củ phía dưới. Để bữa nào rảnh trong đào anh em ạ. Bên này me này này. Những gốc này thì bị chặt nó rụt rịt này hết rồi. Giờ thì tìm xem có gốc nào đẹp thì đào. Rất nhiều cây để chơi được anh em ạ. Đây này. Cái gốc trời mỏi này. Nó kê cái đầu nó vào hòn đá mà. Nó với hòn đá nó giống như một luôn. Những gốc này đào ra hên xui được nhưng cũng rất là đẹp anh em. Bây giờ tôi bứng cây này anh em xem cho vui nhá. Đây lên là cây trời mỏi anh em. Ra đây là có một cây bằng lăng này. Cây này nó có 3-4 thân mà không biết nó dễ đào không đây. Bây giờ tôi đào luôn cái cây này. Giờ tắt máy thì đào gần lên rồi tôi quay anh em xem sau. Cái này toàn những cái cây bà con chặt vất đi để nó lát hết rồi. Tận dụng. Ui, 7 củ đá này ra nó nổ hết rễ ra luôn anh em ạ. Nó có một cái hang này này. Rễ rồi. Đất chỗ này thì nó cứng mà. Này, nó nổ hết ra. Hang gì thì gặp con rắn trong đây thì xong. Với đào cho chắc. Mòi mòi ớn lắm. Bảy hết mấy con đá rồi.
Em về rồi đây. Cái trời mỏi này sau này chắc cũng làm dáng này anh em ạ. Cứ trồng nó sống khỏe cho nó bớt mầm đi. Nằm ở đây mới là trên đỉnh ngọn này. Tạo một cái dáng khá hay. Kia còn cái bằng lăng thì tôi sẽ dựng theo cái dáng này anh em ạ. Nếu mà mình dựng thẳng nó lên như một cái cây nó mới đào nó trong tự nhiên thì nó sẽ không đẹp anh em ạ. Dáng này sẽ là một dáng bay này, dáng hoành này. Khá đẹp. Nó gần tựa như dáng lão. Còn cái rễ vổng lên trời cái thì bỏ đi anh em ạ. Cái thân này cũng bỏ đi, thân giữa đi. Kẹp. Cái này sau này làm một cái cây rất là phiêu anh em ạ. Giờ ta cắt lọc nó đi luôn. Thank you.